bình thường thì mọi người bỏ khoảng 3 lần. Thế bây giờ anh sẽ quay quảng cáo xong rồi mình sẽ bắt đầu thu tiền của mọi người nhé. Chắc là có nhiều khách đấy. Có rất là nhiều khách ở đây có nhu cầu, tại vì mọi người đạp xe về đều rất là mệt mỏi ấy nhỉ. Ừ. Hiện tại là chúng tôi đang hợp sức với nhau để làm một cái spa trị liệu mệt mỏi sau cái chuyến đi. Tất cả mọi người muốn là đến điều trị, chữa trị tại đây có thể đăng ký ngay lập tức. Giảm giá đợt đầu không? Giảm giá thời gian đầu không? Mình có thể thực hiện hóa bằng cách em sẽ bấm tay bấm chân lấy 20.000. Lấy giá rẻ. Bấm tay bấm chân nửa tiếng lấy 20.000, lấy giá rẻ ưu đãi khuyến mãi cho những người khách đầu tiên và đăng ký sớm nhất. Rồi. Có xin phút gì nữa? Tay chân là rồi gì nữa? Tay chân thôi, biết gì thế có cái đốt sống cổ thì sao? Đây. Không, làm như thôi là nửa tiếng mai là chị luôn. Ừ. Tất cả mọi người ạ. Mình có thể thực hiện hóa. Mai nghĩa là khách hàng đầu tiên. Hợp sức góp sức vào với nhau làm cổ phần mà tí nữa phải kiếm thêm cái gì nữa nhỉ? Rác hơi đó. Tí nữa là có thêm mà Dương sẽ làm rác hơi được nữa. Thế thì spa mình sẽ có các dịch vụ này bao gồm là cái gì vậy? Em kiếm tiền em ăn hàng. Là rác hơi này. Sẽ hơi điều trị sau đau mỏi sau khi đạp xe này rất là phù hợp với tình hình hiện tại này. Xong rồi có cái gì nữa? Rác hơi rồi cái gì nữa? Massage mà làm bằng tay làm bằng chân 10.000 một lần. 20 mà nãy vừa bảo 20. 10.000 một suất thêm combo thêm. À combo làm thêm 10.000 một suất. Cổ vai gáy không? Có cổ vai gáy không? Thôi đây là combo trọn bộ tay chân và cả massage làm bằng tay bằng chân 50.000. Rồi 50.000 một suất. Một tiếng ra một tiếng em làm là 160 không được. Đúng á. Trong vòng bao nhiêu? Trong vòng bao giờ em bán sang? 20 phút, 20 phút, 20 phút khoảng 20 phút trải nghiệm. Ừ, đó, ok hợp lý. Bao tiền? 50.000. Rồi, hiện tại mọi người sẽ kiểu đi lại thì trong chuyến đi này thì sẽ đau cổ vai gáy rất là nhiều này, xong ngồi ở bàn chân thì có dịch vụ gì không? Làm bằng chân đó, em massage làm bằng combo làm bằng tay làm bằng chân. Combo làm bằng tay bằng chân. Nói chung là combo tay chân hết. Rồi, ok. Chốt đơn. Là mọi người muốn đăng ký thì hãy ngay liên hệ với spa của chúng tôi. Nhóm 2. Liên hệ spa của chúng tôi. Của nhóm 2. Nhóm 1 là bây giờ thuê về đây làm, mình thuê bạn này về làm. Ừ, hợp lý. Để làm spa của mình. Sau khi trong cái chuyến này là mình sẽ bắt đầu kết hợp với cái kinh doanh. Ok, cảm ơn mọi người đăng ký ngay để trở thành những khách hàng đầu tiên nha. Bây giờ là mình sẽ làm như kiểu quảng cáo ấy. Mình sẽ là ở một người đang làm 10 người đầu tiên sẽ giá 40.000. Đấy là quảng cáo. Nhưng mà bây giờ đây là một trong những khách hàng đây là một người đang được trải nghiệm gì thôi. Cảm giác của chị cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là nhẹ nhàng thiệt. Sau khi một ngày rất là mệt mỏi trong ngày đó, mọi người hãy trải nghiệm. Rất đây, là xứng đáng. Đấy. Wow, thật là tuyệt vời. Tôi sau khi tôi được trải nghiệm cái gì này, tôi cảm thấy chân nó đã hết đau mỏi và thanh như kiểu tôi có thể đạp một mạch từ đây Huế được luôn. Ok. Mọi người